giới thiệu khoảng cách tháo nắp điều hòa ấy. Thank you.
không đi được thì bế con đi, em đi em chở về thôi. Ngay ở trên nó không có xe rùa lên đúng không? Cắn là cái tật điện đầu tiên, điện đóm dây vào rất là nguy hiểm. Tận điều hòa chạy tốt của bạn ấy.